hai, Tử Khí Đông Lai. Lý Nhĩ Ca, đệ thật sự không ngờ đệ còn có thể gặp huynh ở nhà của đệ. Đúng vậy, những chuyện này đều là sắp xếp của ông trời. Lý Nhĩ Ca, đệ còn nhớ bộ dạng lúc huynh còn trẻ, nhìn không giống với huynh của bây giờ. Năm xưa, khi đệ cản trở đám cường đạo Tư Ngu kia, huynh vẫn còn tưởng đệ đã bị họ giết rồi. Hôm đó, đệ đã trốn ra như thế nào? Hôm đó, đệ phóng hỏa đốt quân doanh, có vậy mới có thể bỏ trốn được. Đa tạ đã ra tay cứu giúp. Chứ nếu không, huynh đã bị đám người Tư Ngu giết chết rồi. Lý Nhĩ Ca, sau khi đệ trốn khỏi đó, cũng không biết tình hình của huynh, trong lòng vô cùng lo lắng. Sau đó thì đệ đi tới nước Tần để tòng binh, nhưng mà trong một trận chiến đấu, đệ đã bị thương, bị thất lạc đại quân, rồi lại lạc đường đi tới Hàm Cốc Quan. Vết thương cũ bị tái phát, đệ ngất xỉu ở bờ sông. Cũng may có một đại bá cứu đệ, vị đại bá đó cõng đệ về nhà, còn trị thương cho đệ, kêu đệ ở lại đây. Sau này đại bá còn gả con gái cho đệ, nên đệ ở đây luôn. Vừa ở thì đã ở tới mấy chục năm trời luôn à. Tốt, tốt quá. Lý Nhĩ Ca, huynh đang chuẩn bị đi đâu vậy? Huynh muốn đi qua Hàm Cốc Quan tới nước Tần truyền bá học thuyết đại đạo. Hàm Cốc Quan là hướng ngược lại mà. Hàm Cốc Quan ở phía tây. Lý Nhĩ Ca, huynh đi nhầm đường rồi đó. Đúng vậy, nếu như huynh không đi nhầm đường, chúng ta cũng không gặp lại nhau rồi. Đúng vậy. Hay là như vậy đi nha, huynh cứ ở lại đây, chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Không được, huynh còn có rất nhiều chuyện chưa có làm xong. Huynh nói là huynh muốn tới nước Tần dạy học hả? Đúng vậy. Để khuyên huynh đừng đi, chỗ đó đang đánh nhau, rất là nguy hiểm. Hả? Đánh nhau à? Tại sao lại đánh nhau? Tần Thế Tử đang muốn tạo phản, châm ngòi Tần quân và Đại Chu đánh nhau, muốn lợi dụng chuyện đó để lên ngôi sớm đó. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? Cái vị Tần Thế Tử này á, mấy ngày gần đây vẫn ở trong nhà lưu quán ở An Trang tuổi đệ. Một đám người này á, cả ngày cứ bàn bạc kế sách, chiêu binh mãi mã. Tự nhiên sáng hôm nay lại không nhìn thấy đám người Tần Thế Tử đó đâu hết. Nhất định là quay về nước Tần để chuẩn bị đánh trận rồi. Hèn gì, lúc nãy đi trên đường, huynh thấy có nhiều người mặc đồ bá tánh bình dân, nhưng mà từ lời nói cho tới cử chỉ đều không giống người bình thường. Thế tử đã tới Đại Chu cũng hơn 3 tháng rồi, giờ còn chưa về. Mặc dù âm tính, nghe nói Thế tử bị tướng quân canh giữ Địch Tuyền Sở Đằng bắt giam. Hơn nữa đây là mệnh lệnh của Chu Thiên Tử. Các người nói thử coi, rốt cuộc Chu Thiên Tử làm như vậy là có ý đồ gì hả? Sao? Ý của Chu Thiên Tử kỳ lạ quá. Ý này sao? Quân thượng, có phải tin tức lầm hay không? Tháng trước thần tới Chu làm việc, gặp được quan đại phu Doãn Chúng. Di thần có hỏi chuyện này, Doãn Chúng nói chưa từng nhìn thấy Thế tử vào Chu, xin quân thượng suy xét. Thôi vậy, quả nhiên phái người đi tới Hàm Cốc Quan. Quan lệnh Doãn Hỷ từng nói rằng 3 tháng trước hắn từng đích thân nghe đó Thế tử qua cửa ải, nhưng mà tới giờ không thấy Thế tử xuất quan. Chuyện này còn giả được hay sao? Lão thần không hiểu, nước Tần chúng ta và triều đình không có hiềm khích, tại sao bệ hạ lại bắt giam Thế tử chứ? Công tôn đại phu, ngài xem xét mọi chuyện quá đơn giản rồi. Chuyện này cũng có thể là do nước Tần sai khiến, ai mà biết được chứ. Ngài, từ ngày quả nhân kế vị tới nay,
cơ nhân vẫn luôn bất mãn đối với quả nhân. Thế tử là con trai trưởng của quả nhân, lại là thế tử của nước Tần. Tên cơ nhân đó dám bắt giam thế tử, quả nhân thề không tha cho hắn. Dương huynh, bây giờ quần hùng tranh nhau về thực lực, chúng ta cùng Tấn Sở đều mạnh, đều có thể dễ dàng thâu tóm lẫn nhau. Hơn nữa Chu Thiên Tử lại đang có bất mãn với nước Tần, thế tử dễ gặp nguy hiểm. Cho dù không nằm trong tay Đại Chu thì cũng ở trong tay Sở hay Tấn, chẳng phải Tần nguy rồi sao? Dương huynh, người mau chóng phát binh phạt Chu, đòi lại thế tử. Quân thượng, chuyện cho xuất binh cần phải suy nghĩ, nếu không Sở chưa cứu được thế tử về thì đã bị các nước cô lập. Đừng nói nhiều nữa, Công Tôn đại phu, quả nhận thấy ngươi già thật rồi. Quả nhận đã quyết, ai còn cản ta, chém đầu không tha. Đồng Mạnh tướng quân. Dạ. Quả nhân lệnh ngươi chuẩn bị 500 chiến xa, 5 vạn binh giáp. 15 ngày sau ngươi theo quả nhân phạt Chu. Dạ. Quả nhân thân chinh phạt Chu, công tử phu tạm thời giám quốc. Dạ. Điều đình giao cho đệ quản lý, bãi triều. Chuẩn bị chiến tranh hả? Sao lại như vậy? Chiến tranh nhau nữa. Phải làm sao đây? Thần quân có lệnh, đại quân tập hợp công chiếm Đại Chu, giải cứu thế tử. Tướng quân, tiểu tướng có một chuyện không hiểu, không biết có thể hỏi không? Đừng dư thừa nữa, có chuyện gì? Tiểu tướng muốn hỏi, tại sao ngài không ở kinh làm quan đại phu đương triều mà lại xung phong tới hàm cấp quan hẻo lánh, là một vị quan lệnh nhỏ nhỏ chứ? Tại hạ thật sự không hiểu nổi. Hàm cấp quan là một cửa ải quan trọng của Đại Chu và của nước Tần, vì quan lệnh tuân lộ qua đời, cho nên ta xin bệ hạ cho phép tới đây canh gác hàm cấp quan, cũng là vì an toàn của Đại Chu chúng ta. Tướng quân một lòng vì nước, thật sự là may mắn của Đại Chu chúng ta. Đã làm quan thì phải để lợi ích cá nhân qua một bên, nghĩ cho dân báo đáp quốc gia. Ngươi không cần khen ta. Dạ. Tướng quân nói không hề sai. Phải rồi, ta nghe nói gần đây lão tử tiên sinh muốn tới nước Tần truyền đạo, sẽ đi ngang hàm cấp quan đúng không? Lão tử? Ý ngài là đại thánh nhân của Đại Chu lão tử tiên sinh sao? Đúng vậy, Tôn Cảnh là. Dạ. Từ nay trở đi, nếu như tiên sinh xuất quan thì phải giữ ngài ấy lại, làm tức bẩm báo cho ta. Dạ đại nhân. Đi. Lý Nhị Ca, huynh đi nhanh quá vậy, hay là ở lại đây đi? Ngũ Hiển đệ à, lần này huynh tới Tần là muốn truyền bá học thuyết đại đạo của huynh, tiêu trừ chiến loạn. Thật không ngờ còn chưa vào Tần thì chiến tranh đã xảy ra, cho nên huynh phải đi qua hàm cốc quan tới Tần ngăn cản chiến tranh. Quốc gia chinh chiến, không phải mấy lão già như chúng ta là có thể ngăn cản được đâu. Hơn nữa chúng ta cũng đã lớn tuổi, hôm nay gặp nhau không biết còn có ngày gặp lại nhau hay không nữa. Tích nhiều phúc đức, nhất định sẽ được trường thọ. Để yên tâm, huynh tới nước Tần, nếu như có cơ hội, nhất định sẽ quay về thăm đệ. Lý Nhị Ca, huynh đi đường phải nhớ cẩn thận, khi nào rảnh thì nhớ về đây thăm đệ. Mình là huynh đệ, chúng ta mãi mãi là huynh đệ. Bảo trọng. Cáo từ.
Sáng nay thám mã báo tin nước Tần tập hợp rất nhiều binh sĩ hướng về Hàm Cốc Quan để vào Đại Chu. Tướng quân, nước Tần tập hợp binh mã chạy về phía chúng ta, chẳng lẽ muốn tấn công Hàm Cốc Quan sao? Báo! Khởi bẩm tướng quân, quân Tần thống lĩnh 50,000 đại quân hướng về phía Hàm Cốc Quan chúng ta, hiện cách Hàm Cốc Quan khoảng chừng 200 dặm. Tiếp tục đi. Dạ. Đại quân 50,000 người, Hàm Cốc Quan chúng ta chỉ có 5,000 quân thôi. Họ tới nhanh như vậy, đã vậy trước khi tới còn không có dấu hiệu gì. Chuyện này chứng minh họ đã có chuẩn bị trước rồi. Đúng vậy tướng quân, quân Tần tiến tới hung mạnh, binh lực lại rất đông, tình hình rất bất lợi cho quân chúng ta. Tại sao họ lại tới đây chứ? Thực ra thì mục đích chân chính của họ là gì? Tướng quân, mặc dù nói địa thế nơi này hiểm trở, dễ thủ khó công, nhưng quân Tần rất nhiều, chúng ta định ứng chiến thế nào đây? Bây giờ chúng ta vẫn chưa rõ địch quân chênh lệch với quân ta bao nhiêu, phải chuẩn bị trước để đối phó với chúng. Tôn Cảnh. Dạ. Người dắt binh lính tới Tây Hàm Cốc Quan đóng chặt cổng lại cho ta. Ngoại trừ cửa đông để lại chút binh lính, những người còn lại đều tới cửa Tây để ứng chiến. Còn nữa, tập hợp dân chúng lại một nơi, cho họ trốn vào các sơn cốc ở khu rừng ngoại thành, cố gắng rời xa chiến trường. Dạ, đại nhân. Đem trúc giản này gửi tới Dương Thành cho ta. Dạ. Các thông dân, binh mã nước Tần sắp công thành rồi, mau chóng di chuyển thôi. Mọi người không cần lo lắng, nhanh tay nhanh chân chạy lên núi trốn đi. Nhớ trốn cho kỹ vào. Dạ đi, chạy đi. Khí mộng đêm tới từ phía đông, nhất định có một vị cao nhân qua Hàm Cốc Quan. Mây đen phía tây tràn tới, xem ra nước Tần muốn tấn công Hàm Cốc Quan rồi. Thế tử, ngài đã trở về rồi, làm gì thần lo muốn chết. Sợ ngài có chuyện gì ở trên đường về đây. Mọi chuyện đã sắp đại công cáo thành, ngài có công lớn nhất, hãy đợi quả nhân. Đợi sau khi quả nhân đăng cơ, nhất định sẽ trọng thưởng ngài thật lớn. Đa tạ thế tử, à không, đa tạ quân thượng. Phải mau chóng đem thủ vệ trong cung và thủ vệ Dương Thành đổi thành người của chúng ta. Ngài yên tâm, thần đã sắp xếp rồi. Tối nay trong và ngoài Dương Cung đều là do người của chúng ta canh giữ. Tốt. Bây giờ chúng ta sẽ chờ. Chỉ chờ Lôi Hoành chém thủ cấp của cái người đó. Vậy là thế tử sẽ làm Tần quân rồi. Ha 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 ha!
đi mời Công Tôn đại phu tới đây. Dạ, đại nhân. Công Tôn đại nhân tới rồi. Công Tôn đại phu, không biết tại sao tự nhiên Công Tử Phu lại cho thay đổi quân binh. Các vị trí trong Dương Thành đều thay bằng thân tín của hắn. Tại hạ cũng bị hắn bãi miễn chức vụ phòng thủ Dương Thành. Quân thượng thân chinh, Công Tử Phu đang làm giám quốc trong thành đều do hắn điều khiển. Vội vàng thay người như vậy, không lẽ hắn muốn tạo phản sao? Không xong rồi, Công Tử Phu muốn tạo phản. Thế tử đã về rồi, họ đang mưu đồ muốn đoạt dương vị. Hả? Ta sẽ viết tình báo cho quân thượng. Ngươi lập tức theo ta đem thư bổn đại phu viết truyền tới tai của quân thượng. Sự việc trọng đại, phải nhớ không được chậm trễ. Dạ, đại nhân. Chạy thôi. Mọi người không cần sợ, mau lên núi đi, mau. Chạy nhanh lên, chạy thôi, chạy thôi. Trời ơi. Tướng quân, nhìn khí thế của quân Tần như vậy, trận này không thể không đánh rồi. Chiến tranh xảy ra, sẽ có biết bao nhiêu người sẽ chịu cảnh lầm than đây. Chiến thắng! Chiến thắng! Chiến thắng! Quân thượng, thần đã sắp xếp đội hình xong rồi, chỉ đang đợi quân thượng ra lệnh sang bằng Hàm Cốc Quan. Từ từ, có thể cho Doãn Hỷ thêm nửa canh giờ. Dạ. Quan lệnh Hàm Cốc Quan, Doãn Hỷ lệnh nửa canh giờ sau phải mở cổng cho đại quân ta tiến vào. Nếu không, đại quân nước Tần ta sẽ sang bằng Hàm Cốc Quan. Tần quân đúng là khinh người quá đáng mà. Vì tư dục của mình phát động chiến tranh, khiến cho lão ba tánh chịu cảnh lầm than cùng cực, đúng là độc ác mà. Các người nhất định phải giữ cẩn thận. Xin hỏi lão tiên sinh, ngài đang muốn đi đâu vậy? Ngài muốn tới phía Tây. Không được, không được. Quân Tần đang đứng bên ngoài cửa Tây, lập tức sẽ tấn công vào đây. Bây giờ dân chúng trong thành đã di tản ra ngoài rồi. Ngài đừng tới phía Tây, nơi đó rất nguy hiểm. Lão tiên sinh, ngài không thể tới đó. Ta khuyên ngài hãy mau chóng trở về đi. Xin hỏi lão tiên sinh đây là... Đây là lão tử. Ngài chính là đại thánh nhân nổi tiếng lão tử tiên sinh sao? Ta là Lý Nhĩ. Tế kính. Vậy xin tiên sinh chờ tôi một lát, tôi lập tức đi vào báo tướng quân. Tướng quân, đại thánh nhân đã tới rồi. Người nói cái gì? Nói lại ta nghe. Tướng quân, tiên sinh vừa qua cửa đông, muốn đi qua Hàm Cốc Quan. Mau, mau theo ta. Dạ. Tướng quân, tiên sinh chính là lão tử tiên sinh nổi tiếng thiên hạ sao? Ta là Lý Nhĩ. Nghe danh thánh nhân lâu nay, hôm nay được gặp đúng là
may mắn của tại hạ. Xin hỏi ngài là? Tại hạ là quan lệnh hàm cấp quan Doãn Hỷ. Ồ. Tướng quân không cần đa lễ, mau đứng lên. Lão tư tiên sinh, không biết ngài muốn đi đâu vậy? À, ta muốn qua Hàm Cốc để tới phía Tây. Không được, không được. Bây giờ quân Tần dàn binh trước cổng, chiến sự hết sức căng thẳng. Xin tiên sinh mau chóng rời khỏi đây. À, nhưng ta tới đây là vì chiến sự. Nếu vậy, mời tiên sinh vào thành, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc kế sách phá địch. Không còn kịp nữa, chúng ta mau tới cửa Tây đi. Nhưng... Đi thôi. Mời. Doãn tướng quân, xin ngài hãy mở cổng thành ra để ta xuất quan. Không thể mở cổng. Này coi, quân Tần đang dàn binh trước cổng. Nếu như ta mở cổng ra, vậy chẳng phải là thả họ vào sao? Quân Tần phát binh là chuyện hoàn toàn phi nghĩa, mà các vị chính là quân chính nghĩa. Vẫn thường nói chính thắng gian tà. Ngài cứ mở cổng đi, ta xuất quan một mình. Sau khi ta đi, ngài lập tức đóng cổng thành lại ngay. Một mình ngài xuất quan như vậy vô cùng nguy hiểm, ngài không thể đi. Đừng có kéo dài thời gian nữa, tuyệt đối không thể để lão ba tánh vô cớ mất mạng. Yên tâm đi, ta có kế khiến cho Tần phải lui binh rồi. Không, tiên sinh à, ngài... À, được rồi, cứ quyết định vậy đi. Công thành, chuẩn bị. Tấn công. Quân thượng, người coi, Doãn Hỷ đã mở cổng rồi kìa. Hả? Nhìn kìa, đã mở cổng rồi. Không phải mở cổng ra là được rồi sao? À, không phải. Mở cổng rồi. Hình như có người đi ra. Ê. À, phải rồi, đúng rồi. Kìa. Có kìa. Người đó. Có người đi ra đó. Đúng rồi, có người ra kìa. Có người đi ra kìa. Nhìn kìa. Có người ở ngoài kìa. Có kìa. Doãn Hỷ muốn làm cái trò gì vậy? Ra là thánh nhân nổi tiếng thiên hạ, lão tử tiên sinh. Không biết tại sao tiên sinh lại tới trước mặt đại quân của quả nhân. Từ Giáp, đưa trúc giảng cho Tần quân đi. Dạ. Tiên sinh nhà tôi căn dặn đem trúc giảng này đưa cho Tần quân. Tướng quân, truyền lệnh lưu binh. Quân thượng, mấy vạn đại binh của chúng ta đã tới đây rồi, sao có thể chỉ dựa vào một cuốn trúc giải của lão tử này mà rút quân kia chứ? Người có biết trúc giảng viết cái gì không? Báo. Bẩm quân thượng, Công Tôn đại phu truyền tin. Người đâu?
mau trói Lôi Hoành và Quan Lương lại cho ta. Dạ. Sao lại bắt chúng thần? Chúng thần vô tội mà. Có tội hay không, đợi quá dân trở về điều tra sẽ biết. Để một mình lão tử tiên sinh đi gặp Tần Quân như vậy thật sự rất nguy hiểm. Ta phải phái binh đi theo ngài mới phải chứ. Tiểu Quân, chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ có nói cái gì cũng trễ. Tướng quân, cậu biết Tần Quân đang nói cái gì với tiên sinh? Đà tạ lão tử tiên sinh đã tới đúng lúc, nếu không quả nhân đã gây ra sai lầm lớn rồi. Tần Quân, ngài đã nói quá lời rồi. Lý Nhĩ còn có một chuyện muốn xin Tần Quân suy xét. Tiên sinh cứ nói đừng ngại. Cho dù ở trong triều có biến hóa thế nào, Tần Quân là quân vương một nước thì nên có tấm lòng bao dung, không nên để xảy ra cảnh máu nhuộm cung đình. Quả nhân đã hiểu. Cáo từ. Được. Lùi binh. Ê, nghe coi, quân Tần lùi binh rồi. Lùi binh rồi. Mấy vạn đại quân cứ dễ mà lùi binh sau. Tiếp quân, còn không bao xuống đó, đón tiên sinh về đây. Mau. Dạ cha, họ đi hết rồi, còn chúng ta? Họ đã đi rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Xin tiên sinh dừng bước. Tiên sinh. Tiên sinh. Tiên sinh. Tiên sinh à, xin dừng bước. Tiên sinh. Tiên sinh. Tiên sinh, chỉ trong nháy mắt mà khuyên được Tần Quân lui mấy vạn đại binh, bảo vệ Hàm Cốc Quan, giải cứu lão Ba Tánh, tại hạ thay mặt các vị hương thân và các vị tướng sĩ đa tạ công ơn của ngài. Quan lệnh, mau mau đứng lên đi, không cần đa lễ. Mọi chuyện đều có định sẵn, tất cả đều có nhân duyên của nó. Quân Tần rút lui là vì một chữ duyên thôi, chứ không phải là công của Lý Nhĩ đâu. Tiên sinh, ta có một chuyện muốn xin ngài. Xin mời ngài quay về thành, tại hạ muốn tạ ơn tiên sinh. À, không cần đâu. Ta chỉ là đi ngang qua đây thôi. Để tới phía tây, chúng ta tạm biệt tại đây. Tiên sinh, nếu ngài không đáp ứng tại hạ, tại hạ sẽ quỳ ở đây để bái tạ ngài mãi mãi. Quan lệnh, mau mau đứng dậy đi, ngài không cần phải làm vậy. Bây lâu tại hạ nghe nói học thuyết của ngài vô cùng độc đáo, ta muốn mời tiên sinh ở lại đây để ngài nghỉ ngơi, rồi mời tiên sinh giảng dạy học thuyết đại đạo. Ta nghĩ chuyện này sẽ không làm chậm trễ gì ngài đâu. Vậy được rồi. Người đâu? Mau về đám loạn thần tặc tử đó, tới đây cho quả nhân. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Xuống. Đúng, đúng là ngất tặc. Ngất tặc. Các người biết tội chưa? Thần biết tội rồi, xin Dương huynh tha mạng. Công tử phụ, ngươi là dương đệ của quả nhân, lại dám mưu phản số ngồi, xem chút thì hại nước Tần, hại cả quả nhân.
Nếu như không phải lão tử tiên sinh tới đúng lúc thì quả nhân đã trở thành tội đồ thiên cổ. Cho dù quả nhân giết người 100 lần cũng khó tiêu mối hận trong lòng quả nhân. Thần đệ biết sai rồi, Dương huynh tha mạng. Thế tử tao, ngươi là nghiệt tử, ngươi bị công tử phu dụ dỗ, dám âm mưu xóa ngục, tình đại nghịch bất đạo. Như thần nhất thời hồ đồ, xin quân phụ tha mạng. Các người vốn phạm vào tội tử, kêu quả nhân tha thứ thế nào đây? Người đâu, mau giải chúng ra ngoài dương cung, chém đầu thi chung. Dương quân phụ tha mạng, quân phụ tha mạng, quân phụ tha mạng, quân phụ tha mạng, quân phụ tha mạng. Dương quân, cho dù ở trong triều có biến hóa thế nào, Tần quân là quân vương một nước thì nên có tấm lòng bao dung, không nên để xảy ra cảnh máu nhuộm cung đình. Dương chờ quân, một chút đã. Dương quân tha mạng, quân phụ tha mạng. Tạm thời nhốt chúng lại, rồi sau này xử lý. Đa tạ Dương quân. Tạ quân phụ. Đa tạ Dương quân. Tạ quân phụ. Giải xuống đi. Tạ quân phụ tha mạng. Đi bao. Đi. Lần này quân Tần lui binh là nhờ lão tử tiên sinh tới đây. Nếu không, Hàm Cốc Quan này đã bị quân Tần công phá rồi. Tướng quân, chắc bây giờ Trúc Giảng cầu cứu của chúng ta cũng tới triều đình rồi. Nhất định triều đình đang phái binh tới cứu Hàm Cốc Quan. Nếu như quân Tần đã rút, vậy thì tướng quân hãy mau giết một Trúc Giảng khác, để mọi chuyện xảy ra chỗ này bẩm báo lại với triều đình đi. Đúng vậy, phải giết. Người nhất định phải chú ý cẩn thận, đem Trúc Giảng truyền tới kinh đô Lạc Ấp. Dạ đại nhân. Mau đi đi. Tiên sinh, ngài đi đường xa chắc vô cùng vất vả, hôm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi trước đã. Trước tiên mời ngài nghe chút âm nhạc. Mau lên. Tiên sinh. Tiên sinh à, ngài. Tiên sinh, sao ngài lại khóc?
Ta nghe tiếng tiêu, tự nhiên ta nhớ Trường Hoàng tiên sinh. Doãn Hỷ nhất thời không biết, khiến cho ngài nhớ lại kỷ niệm về cố nhân. Vị Trường Hoàng mà lúc nãy tiên sinh nói chính là Nguyên Thái Nhạc Lĩnh sao? Phải. Người đã đi rồi, đừng nhắc tới nữa. Tiên sinh à, nếu vậy chúng ta ăn cơm trước đi. Số thức ăn này quá phong phú rồi. Tiên sinh à, ngài cũng biết ta vô cùng tôn kính ngài. Hôm nay cố ý dặn phu nhân chuẩn bị những món ngon nhất ở đây, chính là để tiếp đãi ngài cho tốt. Làm phiền Doãn quan lệnh và phu nhân rồi. Tiên sinh, xin mời, mời. Phải rồi, mời tiên sinh. Nhưng mà Lý Nhĩ cũng không thể hưởng thụ những món ăn phong phú như vậy. Tại sao lại không thể? Người sống trên đời, mặc cần mặc ấm, ăn cần ăn no, không cần quá mức phô trương lãng phí. Lý Nhĩ cả đời tiết kiệm, khó mà thay đổi. Lời nói rất đúng. Quan Định và phu nhân vì muốn tiếp đãi Lý Nhĩ tuân theo lễ tiết bày chút tiệc rượu là chuyện thường tình. Nhưng mà làm việc không thể cậy mạnh. Chút rượu thịt này đã quá xa qua. Nếu đồng tâm ở đây, ta nghĩ có lẽ là đồng tâm sẽ không dám ăn đâu. Tiên sinh à, những lời ngài vừa nói ta nhất định ghi nhớ. Nhưng đồng tâm mà ngài vừa nhắc tới là người như thế nào? Tôi nghe cha mẹ tôi nói, người là đệ tử của gia gia, sau này bị người xấu hại chết. Đúng là đáng tiếc. Tiên sinh à, ta nghĩ nếu như bây giờ đồng tâm vẫn còn sống thì nhất định sẽ theo ngài đi tới Hàm Cốc Quan, có đúng không? Nhưng mà thật đáng tiếc. Ai rồi cũng sẽ trở về với cát bụi. Đây là quy luật tự nhiên. Có người trường thọ, có người sớm thệ, nó có khác gì nhau đâu. Cũng giống như bành tổ trường thọ kia, nếu như so với dòng sông lịch sử cuồn cuộn 800 năm cũng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi thôi. Đồng tâm đã mất, nhưng mà ta luôn cảm thấy nó vẫn ở bên cạnh ta, vẫn cùng ta truyền bá học thuyết đại đạo. Doãn quan lệnh. Ê, tiên sinh. Ngài nghỉ ngơi có tốt không? Ta nghỉ ngơi rất tốt. Hôm nay Lý Nhĩ tới đây để từ biệt quan lệnh. Ngày mai ông cháu ta xuất quan tới tận. Tiên sinh à, ta xin nói thật, vốn dĩ ta còn muốn dẫn ngài ra Hàm Cốc Quan dạo chơi xung quanh, cho ngài ngắm phong cảnh Hàm Cốc Quan. Nhưng mà ngài vẫn có ý muốn rời đi. Không lẽ Doãn Hỷ đã làm gì thất lễ với ngài hay sao? Quan lệnh, đừng có nghĩ như vậy. Ta chỉ muốn được xuất quan đi tới nước Tần, truyền bá học thuyết đại đạo của ta. Doãn Hỷ cũng có chút hiểu biết. Đối với
học thuyết của ngài. Tiên sinh đã từng nói rằng thánh nhân tuân đạo nên đối xử như nhau. Tất cả mọi chuyện trên đời đều phải ngang hàng, có đúng không? À, đúng vậy. Vậy tại sao tiên sinh lại có sự phân biệt như vậy chứ? Hả? Quan lệnh hãy nói rõ hơn. Đại đạo của tiên sinh là đại đạo của người trong thiên hạ. Tại sao tiên sinh chỉ truyền đạo tới nước Tần mà không truyền đạo cho người trong Hàm Cốc Quan chứ? Không lẽ dân chúng trong Hàm Cốc Quan không muốn nghe học thuyết đại đạo của ngài hay sao? Ta... theo như Doãn Hỷ thấy, ngài nên truyền bá học thuyết đại đạo vào mọi lúc mọi nơi mới đúng. Như vậy mới có thể khiến cho mọi người đều được biết tới nó. À, quan lệnh nói không hề sai. Tiên sinh, vậy ý ngài là ngài đồng ý giảng đạo ở đây sao? Được rồi. Tiên sinh, bây giờ Doãn Hỷ sẽ đi sắp xếp mọi thứ, chờ ngài truyền đạo cho chúng tôi. Được.传扬。